trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 20 tháng 1. Đức Thánh Cha cho biết, trong tuần này, sứ điệp Ngày Thế Giới về Truyền thông Xã hội sẽ được công bố. Sứ điệp năm nay cũng chứa một suy tư về cộng đồng mạng và cộng đồng nhân loại. Internet và truyền thông xã hội là một nguồn tài nguyên của thời đại chúng ta, một cơ hội để liên lạc với người khác, để chia sẻ các giá trị và dự án, và để bày tỏ mong muốn tạo thành cộng đồng. Mạng Internet cũng có thể giúp chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Vì thế, Cha Fornos, Giám đốc Quốc tế của Hội Tông đồ Cầu Nguyện, và tôi muốn giới thiệu với anh chị em nền tảng kết nối chính thức của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, Click to Pray. Đức Giáo Hoàng chỉ trên iPad của Ngài. Ở đây, Đức Giáo Hoàng dùng ngón tay để chỉ. Tôi sẽ đưa vào các ý chỉ và các lời yêu cầu cầu nguyện cho sứ mạng của giáo hội. Sau khi đã nhấp vào iPad, Đức Giáo Hoàng nói, tôi đã làm. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, tôi mời gọi đặc biệt là các bạn trẻ chúng con tải ứng dụng Click to Pray và tiếp tục cầu nguyện cùng với tôi đọc Kinh Minh Côi cho Hòa Bình, đặc biệt là trong kỳ Đại hội Giới Trẻ tại Panama.